Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý đề án sửa đổi, bổ sung quy định 212 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện quy định số 212 của Ban Bí thư, đến nay tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn theo hướng bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo trùng lặp, cơ bản bố trí đủ biên chế, đảm bảo số lượng cấp phó được bố trí tối đa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện có nhiều khó khăn bất cập. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao vào nội dung bố cục của đề án sửa đổi, bổ sung quy định 212 của Ban Bí thư, đồng thời đề xuất xem xét tăng số lượng cấp phó chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, bổ sung quy định mối quan hệ công tác của cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện với các cơ quan có liên quan. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết sâu sắc để góp phần hoàn thiện đề án trong thời gian tới.